Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong clip này tại vườn nhà anh Đại ở Lục Ngạn, Bắc Giang, tôi giới thiệu cho khán giả một số những cây nữa. Trước mặt chúng ta đây là một cây ruối đồng rừng, dòng da trắng, cây rất khỏe, ve sẹo. Cái cây này thì cái tay bông coi như đã xong, được khoảng tầm 80-90% rồi. Đây là một trong những cây ruối rất đẹp, thành vách, u biếu, lùn và có hai thân trụm đầu, nhìn rất phê. Anh có thể xoay các hướng cho anh em xem tổng quan các mặt. Hai mặt đều đẹp nhé, da trắng, vỏ sần sùi, da cóc đôi môi, thân dẹp theo chiều ngang. Đây có thể nói là một trong những cốt ruối rất đẹp, một trong những tiêu chí để chơi bonsai rất đẹp, rất hợp. Và tôi sẽ đến gần quay chi tiết cho chúng ta cùng xem. Đây nhá, cái cây ruối là cái cây có sức sống rất mãnh liệt. Cái cây này là cái cây được khai thác trong tự nhiên, không biết có từ bao giờ, nhưng mà cái gỗ của nó rất cứng, gỗ cứng như thép, và nó chịu được độ khắc nghiệt của thời tiết. Những cái phần sẹo đã ve bo kín dần những cái phần gỗ lũa này. Cái phần lũa này đã được xử lý nhá, anh em yên tâm đi, không mục được đâu. Đây là bộ răm nhá, bộ răm đang được hãm rất dày. Các tay bông được bài trí ấm thân, tách mảng, tách lớp. Anh giới thiệu thêm về cây một chút. Cũng chia sẻ anh em, đây là một tác phẩm ruối, như là một cái như là vách núi, như non bộ. Như đây mình hay hình dung cái tác phẩm này là một cái cốt ruối này cũng như là một cái hòn chống mái. Chung như hóa thạch mà thời gian thiên nhiên tạo cho thì cũng rất là đặc biệt. Cũng xù xì, và cái chất ruối này thì lại chất ruối lá rất là nhỏ, răm dày. Như anh em lựa cái cốt Nam Điền và Xanh Quê. Những dòng cây này thì rất là tuyệt vời. Thời gian làm cũng được một chút thời gian rồi, cũng được bây giờ được 80% rồi. Anh em về làm thêm nếu sở hữu cho ai. Tác phẩm rất là đẹp, anh em chơi nó vừa tẩm đây, cũng vào một cái bể này rất là phù hợp. Bể này nó chiều dài của nó vào tầm cỡ trên 1 mét, tầm 1 mét 1. Đây là chiếc bể khánh đúc xi măng. Không quay cho chi tiết. Cây rất hợp chậu. Anh có thể đo kích thước. Có nét đặc biệt. Tượng trưng như hòn chống mái. Chống mái Vịnh Hạ Long. Khá lớn. Như hòn. Cái này là 1m4. Chiều vách hoành đế 1m4. Anh đo cái hoành thân chính. Trông thế nó to. Hoành thân chính là 80. 80 hoành thân chính. Hoành thân phụ. Thân phụ là 40. Hợp lý. Cái cây này là cái cây có chủ thể nhá. Chủ thể chính là cái thân lớn. Cái này chiều dài là 1m2. Chiều dài 8m2 không ạ? Chiều dài 8m2. Chiều cao là 88 phân. 88 phân. Rất lùn lực và rất là khôn cây. Nhìn phê nha. Cây hai mặt đẹp.
cây dưới hoàn chống mái, có thân chủ thân phụ phối hợp tạo nên một cái quần thể, một cái tác phẩm của nghệ thuật của tự nhiên, đẹp quá. Biểu tượng cả hai mặt đều đẹp, những bức tượng, những cái hình dung cái như là một vách núi mà nó trông nó hóa cái đồ cây cốt thiên nhiên tạo này, này nhìn mãi nó không chán, cái lối cây chọn phôi để vào dựng thành khung cây nó rất là phù hợp, anh em chơi nó có cái chiều sâu. Tôi cũng chia sẻ anh em, để cho anh em là 32 triệu bao ship cho anh em. 32 triệu bao ship. Rồi, cả Nam cả Bắc. Một tác phẩm dưới cũng khá khó tìm nha. Đã làm hoàn thành 80-90% rồi. Anh em nào thích thì có thể mua về sở hữu và mang đi chơi được. Khi những cái dây gỡ ra là mang đi chơi được. Dằm khá dày rồi. Vâng, tôi sẽ chuyển sang cái cây tiếp theo. Ở cây tiếp theo giới thiệu với khán giả, đây là một cây hoa giấy tím Bắc, một cây hoa giấy tầm trung cũng khá lớn. Cái chậu này là 4 người khênh. Cái cây này có cốt rất lớn và cây già đã biến dạng phần thân trở thành những cái bẹ, đường gân bẹ. Đây là một cái cây có cái dáng lão. Có cái dáng lão thì cái tay kia uốn về đằng trước, hồi lại rồi quay bay đầu ra, nhìn rất điệu và đẹp. Còn cái tay hồi bên này cũng thế, hơi đổ xuống. Cái phần ngọn trên kia cũng có một cái tay bay hồi, nhìn rất điệu. Cây này có một con tử, cây dáng lão có con tử. Chúng ta gọi vui được, tạm gọi là cây lão tử đi. Tôi thấy tên hay hay. Vâng, thân hình co lắc, có lắc 3D, côn cây, nhờ anh Đại xoay các hướng cho anh em cùng xem. Ui, nhìn đẹp quá, điệu đà, thân hình uyển chuyển, tay bông rất điệu. Các tay chốt đã định hình xong, bây giờ chúng ta chỉ cần mua về nuôi thêm và cắt bấm hãm lại là xong. Một trong những cái cốt hoa giấy rất đẹp. Đây là cây vừa chơi dáng thế bonsai vừa chơi hoa. Những dòng này thì nó không khó tính lắm, cho nên anh em chơi rất dễ nhá. Cho anh em xem qua cái nụ, cái hoa của cái hoa giấy tím Bắc này. Tím ngắt. Khi nó mới ra nó tím ngắt như này. Nhưng mà nhìn kỹ thì nó phớt hồng nhá anh em nhá. Cực phê luôn. Anh Đại giới thiệu thêm một chút về cây này nữa. Chia sẻ anh em cốt hoa giấy này. Thì cũng là một cái cốt rất lùn lực và cốt nó cũng đẫy cây. Xù xì mà nó là một cốt cây mẫu tử. Nó kiểu dáng nó hơi cung lão. Phần phần chân làm được cái phần tử rất là phù hợp. Dáng cây thì rất là duyên. Gọi cây lão tử hợp vậy nhỉ. Đây nha anh em xem nhá. Nó già đến cái mức là nó lên gân bẹ này, lên giống như một cái bẹ. Đấy, nó ve sẹo tròn này. Cây rất khỏe. Bởi vì chất nó khỏe thì nó mới bo được. Đây nữa. Giấy Bắc. Giấy tím Bắc. Giấy tím Bắc. Thì đấy, giấy tím Bắc thì anh em ở ngoài Bắc này thì nó phù hợp, tại vì những cái cốt hoa giấy thì nó rất là thân, nó rất là chắc và răm nó rất là dày. Cung cây thì anh em biết rồi, răm dày theo cái dáng cây mỗi anh em thích theo một kiểu. Răm dày lá tròn nhá. Có điều của cái cây giấy tím Bắc rất dễ nhận biết là cái lá này nó không được bóng, nó nhìn nó phần phật như này thôi, nó không bóng như cái dòng giấy khác, nhưng mà cái đốt lá của nó rất dày. Những cái đốt lá này sẽ mọc ra những cái răm thì người ta gọi là răm dày. Răm dày thì rất dễ làm cây, rất đẹp. Cái ưu điểm của nó là cái hoa và cái thân cốt và cái răm, những cái lá này thì không được bóng lắm. Đấy là những cái mà ưu nhược điểm của cây. Cứ cây khỏe, đẹp cây và hoa đẹp là thích rồi.
cái lá nó không quá quan trọng so với tổng quan, tổng thể cái ưu điểm của cây. Đẹp quá, cái tay này, anh dừng lại một chút. Cái tay này bay ra. Đấy. Bay kia ra hồi quay đầu lại, ngoặt ra. Đẹp thật. Rất là duyên. Duyên đúng không? Cũng chia sẻ cốt kiểu cây như thế này rất là khó. Bây giờ thì cũng là do thiên nhiên, chứ bây giờ cứ nuôi được một cây này bao năm mới được một cốt như thế này rất là khó. Anh đo cái nguyên thước cái... nuôi đã phải như thế rồi thì bây giờ mình lấy và mình lại làm và lựa được những cốt đẹp như này. Đo cái thước chia sẻ cho anh em. Cốt lá giấy tím bắc rất là đẹp. Để mình đo kích thước cho anh em xem cái phần chân bậy. Phần chân bệ ở đây là vào 1 mét. Hoành đế 1 mét. Rồi, 1 mét. Ở cái cung cổ đoạn này thì mình đo cho anh em xem là cái này nó vào 50 phân. Cổ trên 50 phân. Cái cây này giống như một người đang múa điệu quá. Chiều bay dài của cây này là 1 mét 2. Đấy, bay chiều, tàng, chiều tàng, dài tàng 1 mét 2. Hoành thân chính 50, hoành đế bao nhiêu nhỉ? Hoành đế là 1 mét. Mét. Cũng chia sẻ anh em cũng rất là to. Cái này là đang làm độ cao là 82 phân. Đẹp quá. Rồi. Khung lùn nực và rất là cốt rất là đẹp. Chia sẻ anh em, để cho anh em là 15 triệu bao ship cho anh em. 15 triệu bao ship. Một cây hoa giấy rất đẹp. Đã định hình xong tay chốt, có tương lai. Anh em nào thích thì liên hệ với anh Đại để sở hữu cho mình cây này. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng, ở cây tiếp theo giới thiệu với khán giả, đây là một cây si đồng tiền. Một cây si đồng tiền ôm đá. Cái bộ rễ đã ôm chặt khối đá bên dưới. Và cái ưu điểm của cây này ấy, là cái lá nó dày, cứng và bóng như nhựa. Dăm rất dày. Tạo nên cái bộ bông rất đẹp. Cây này rất dễ chơi nhá. Có chữ tiền này là chúng ta đã cảm giác là nó phê, phấn khởi. Chơi cây này tiền nó chảy vào, thích. Nhờ anh Đại xoay các hướng cho anh em xem tổng quan cây này. Đây là cái cây đang làm, nếu anh em nào thích thì về có thể làm tiếp, chỉnh sửa theo ý mình. Si tiền, si tiền, si tình. Khá ổn nhá. Cây này phải đi vào chi tiết thì chúng ta mới thấy hết được này. Đây là chất lá này. Rất dày và cứng. Bóng. Đấy. Dăm dày nhá. Và đây là cái phần thân đế. Rễ đã ôm chặt khối đá bên trong. Cái đá này là cái đá đá vôi của núi đá khu vực phía Bắc. Đây thân cốt đây. Về anh em làm tiếp, cây này rất dễ làm. Nhờ anh Đại giới thiệu thêm về cây một chút. Chia sẻ anh em, đây là một cây si đồng tiền. Cái dòng si đồng tiền này thì lại lá nó xanh quanh năm, anh em chơi trong nhà cũng được khoảng cỡ 20 đến 25 ngày. Nhưng mà mình bình thường những cái cây ngày xưa mình chơi ép ấy, thì mình còn chơi thả nước cũng độc để trong nhà cũng được. Lá của nó dày như lá nhựa. Đấy. Thì tôi cũng chia sẻ anh em một tác phẩm này để cho anh em là 3 triệu bao ship cho anh em. 3 triệu bao ship. Rồi, mình đo kích thước cho anh em, đây là 62 phân này. Phần chân bệ là 62 phân, đang ôm đá cũng rất là lâu rồi. Cái này thì là 65 phân, chiều tàn. Chiều tàn đây là vào 46 phân, chiều cao. Thì đây mình quay tổng thể cho anh em xem. Cây si đồng tiền, anh em chơi và có một cái cây vào chụp loại sân vườn rất là đẹp. Vâng, chúng ta vừa xem anh Đại anh đo các kích thước thông số kỹ thuật của cây. Ở ngoài Bắc này vừa rồi cũng có một anh em cũng mua một cây si đồng tiền này cũng rất là nhiều tiền. Rất nhiều tỷ chứ không phải là ít tỷ. Cây nó lớn, cây đấy. Anh em nếu mà có dịp về Bắc Giang sẽ đưa anh em thăm một vườn rất là đẹp. Có một cây si đồng tiền rất là giá trị. Rồi.
Vâng, anh em nào thích cây này thì có thể liên hệ với anh Đại nhé, để sở hữu cho mình cây này. Giá rất mềm. Cái giá đó để làm được cái cây ôm đá như cây này là mất thời gian rất nhiều năm nhá. Cho nên là chúng ta không phải lăn tăn điều gì cả. Về anh em thích để chơi bóng tán tự nhiên này cũng được. Nếu không thích thì chúng ta có thể chỉnh sửa thêm. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng, ở cây tiếp theo giới thiệu với khán giả. Đây là một cây ruối luôn lực. Lu cục, lu biếu. Như tảng đá. Cái cây này được định hình tay bông đã xong. Giờ chúng ta chỉ vừa chơi vừa nuôi to cái tay cành nữa là xong. Cắt bấm chi răm. Đây có thể nói là một trong những cái cột ruối khá độc đáo. Đây là những cái mẫu lùn lực mà rất nhiều anh em thích. Cây ruối đồng rừng da trắng, già. Những điểm lũa kia đã được xử lý qua những cái chất xử lý lũa, cho nên anh em yên tâm không sợ. Anh xoay các hướng cho anh em cùng xem đi. Cái dòng ruối làm bonsai rất đẹp, bởi vì răm khá dày. Thân cốt cũng đẹp. Da cóc đôi mồi nhá. Đây là cái răm của cái tay. Đã dày như thế này rồi. Lũa cứng như thép. Đây, sẹo bò đây anh em nhé. Da trắng này. Rất phê. Anh Đại giới thiệu thêm về cây này một chút. Chia sẻ anh em đây một cốt ruối. Thứ hai là nó lùn lực, nó cũng như mình, cũng như là nó cái cốt này nó cũng như hóa thạch, như một hòn hòn bộ. Cũng chia sẻ anh em. Thì anh em về đây mình làm được 70% rồi, anh em làm thêm. Đường tay cành thì cũng rẽ ra rồi, chất lá và cây nó đẹp, điểm nu. Đấy, hóa. Cây chia sẻ anh em để cho anh em cái cây này là 5 triệu bao ship cho anh em. 5 triệu bao ship à? Vâng, một cái cây đã định hình xong 70% rồi. Với cái giá đó tôi thấy rất hợp lý. Đây mình đo cốt cho anh em xem, đây là vào chiều ý này là vào 98 phân. Hoành đế rất lớn, 98. 98. Gần 1 mét. Đo gần đoạn cổ đây thì là vào 55 phân. 55. Chiều tàn của cây này là 68. Chiều cao là 46 phân. 46. Vâng, những anh em nào mà thích chơi đá, chơi gỗ lũa ấy, thì trong cái cây này nó kết hợp các yếu tố đó. Thân mộc nhưng mà giống như đá, lại có cả phần lũa. Cây vừa lùn vừa côn, đế lớn. Dòng cây rất khỏe, sức sống vô địch. Anh em nào mà thích thì có thể liên hệ với anh Đại để sở hữu cho mình cây này, về chơi và làm tiếp. Với cái giá 5 triệu tôi thấy rất mềm. Không thể nói từ hợp lý được mà nói là rất mềm. Anh em nào thích thì có thể liên hệ với anh Đại nhé. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng, ở tác phẩm tiếp theo giới thiệu với khán giả, đây là một cây lộc vừng. Một cây lộc vừng dòng miền Bắc. Cây rất khỏe, cây già. Da cóc, da sừng. Cây này có cái dáng nhìn giống hình bản đồ Việt Nam, nhưng cũng rất giống một cô gái đang múa. Chơi cây lộc mà có cái dáng hình đẹp như thế này thì đúng quả thực rất thích. Anh xoay các hướng cho anh em cùng xem. Vũ điệu ngày xuân nha, vũ điệu mùa xuân. Cây rất đẹp. Đấy nha, các tay chốt. Phần thân đế này, cái rễ ở đây. Quạt lên đây. Lên trên này. Cái rễ nó lại quấn quanh cái gốc, tạo nên bộ đế rất đẹp. Đây là cái phần thân co lắc. Đường cong phức tạp, đa chiều.
Vâng, sau nhiều ngày mưa ẩm thấp, trời tối, mù trời, hôm nay đã có chút ánh nắng. Đúng lúc tôi quay cây lộc vừng, rất phê. Cảm giác hưng phấn, nhìn cây cũng đã mê rồi. Cây đang làm nhá, anh em nào mà thích thì về có thể làm tiếp, uốn tay hoặc cắt giật lại cho cái dăm nó dày luôn luôn rất đẹp. Cái dòng này dăm rất dày nhá, yên tâm là cái dòng này làm dăm rất thích. Anh giới thiệu thêm về cây một chút. Lộc còn đỏ tươi. Tôi cũng chia sẻ anh em một cốt lộc vừng, nó cũng là cây cốt chậu cũng lâu năm thôi. Làm thì bây giờ nó cũng gọi là 70%, bây giờ chia sẻ anh em lại về làm tiếp. Anh em kéo cành xuống xong bắt đầu chỉnh sửa cắt giật thôi. Thì tôi cũng làm khung nó cũng ổn ổn rồi. Chia sẻ anh em để cho anh em tác phẩm này là 4 triệu bao ship cho anh em. 4 triệu bao ship. Cái này là vanh 60 này. Hoành đế 60, hoành thân. Cốt hoành thân đây là 28 phân. 28. Chiều bay tàn 66 phân. Chiều cao của cây này là 68 phân. 68 phân. Một cây tầm trung 2 người B. Có thân cốt dáng lắc lượn rất đẹp. Và có một chiếc chậu đất nung. Này chậu làm giả tàu thôi. Giả tàu thôi à? Cốt cây nó cũng đẹp, vào khung cây nó cũng đẹp. Tôi để cho anh em giá 4 triệu bao ship cho anh em nha. Vâng, giá rất hợp lý, phù hợp. Anh em nào thích thì liên hệ với anh Đại để sở hữu cho mình cây này. Đón lộc đầu năm. Vâng, tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng, ở cái cây tiếp theo cũng là cây cuối cùng trong clip này, tôi giới thiệu với khán giả, đây là một cây hoa giấy tím bắc. Một cây tầm trung 2 đến 3 người B. Đây là một trong những cây hoa giấy đã hoàn thiện. Tay cành đã hết dây rồi và dăm thì dày dặn. Mới được xuống lá để ép bông, ép dăm. Cái dòng cây này thì hoa rất đẹp. Cái cây này có cái cốt khá lớn, nạc thân và có một con tử. Chúng ta cùng đến xem. Đây là phần gốc bệ. Cây khỏe nhá. Kéo thẹo bè thành bẹ rồi. Da vỏ chun sụn như cái chỗ này. Nhìn rất phê. Đây chính là cái con tử. Có hai cái bông. Có một cái tay đổ xuống này, tay hồi này. Nhìn cái dáng tổng quan về bóng dáng thì là tay hơi đổ xuống. Bắt chiếc làm theo lối quốc tế, nhìn khá điệu độc đáo. Và cái cây chơi hoa là chúng ta làm như thế này là rất đẹp. Còn dòng xanh si thì phải làm kiểu khác. Đấy, tùy mắt anh em và tùy theo cái cốt cây mà làm. Thì cái cây này đã được anh Đại định hình làm bông. Các tay chốt được định hình xong. Giờ chỉ việc chơi thôi, dăm dày lắm. Anh giới thiệu thêm về cây này. Cũng chia sẻ anh em đây một cốt hoa giấy. Thứ nhất là cái phần bệ rất là lâu năm rồi. Nu cục. Và cái cốt nó rất là lùn cây. Này cũng chia sẻ anh em nào mà sân vườn mà chơi bonsai chưa cây hoa giấy nên chơi một cây hoa giấy rất là phù hợp. Và hai là một cái cốt như này, cây hoa giấy bắc nó nuôi rất là lâu lắm. Được một cốt to như này thì anh em lấy về chơi rất là hay. Khi nó ra hoa nó cũng rất là rực rỡ đẹp. Cách chăm sóc hoa giấy thì rất là đơn giản. Thì tôi hôm nay cũng chia sẻ anh em một cây hoa giấy lùn lực và lu cục rất là đẹp. Cốt nó tầm chơi cây chơi bưng bê. Thì tôi cũng chia sẻ anh em đo kích thước cho anh em xem. Cái này là cái phần vanh là 1 mét này. Hoành đế 1 mét. Rồi,
phần cổ của cây anh đo cho em. Hoành thân. Hoành thân đây là vào 36 phân. 36 phân. Chiều tàn của cây này thì là 1m05 phân. Và chiều cao là 75 phân. 75 phân. Rồi. Cây rất là lụt lực. Và chia sẻ anh em cây này để cho anh em là 18.500.000. Bao ship cho anh em. 18.500.000 bao ship. Một cốt hoa giấy đã xong. Chúng ta về chơi hoa. Đã hoàn thiện. Anh em có thể liên hệ với anh Đại để sở hữu cho mình cây hoa giấy này. Một cốt khá lớn. Gấu chân móng đẹp. Bây giờ một số anh em đi săn phôi hoa giấy cây công trình thôi cũng đã đắt rồi. Toàn tôi thấy báo giá toàn tiền chục thôi. Mà với cái cây này là cái cây đã làm thành bonsai rồi. Tay bông hoàn thiện, chỉ việc chơi. Thì tôi cho rằng cái giá đó rất hợp lý. Anh em nào mà thích thì liên hệ với anh Đại để sở hữu cho mình cây này. Và tôi xin dừng cái video clip tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.